Hello, quay trở lại với Toilet Tower Defense. Và mình quay trở lại với cái video là săn sale. Và nói chung là mình sẽ kiếm unit săn sale, mua unit để gọi là kiếm lời nha mọi người. Thế quay trở lại với cái tập này thì quay lâu lắm rồi quay trở lại với việc là săn sale kinh doanh buôn bán mọi người ạ. Trước thì mình toàn làm thử thách thôi, giờ mình sẽ thử làm một tập tiếp theo và mình phải đầu tư. Hiện giờ đang có một bạn muốn bán cho mình ấy, thì nếu thích để vào like subscribe mình và đừng quên vào shopkhanhcggroup.com để ủng hộ mình mua unit, mua gem giá cực kỳ rẻ nha. Link shop mới mình sẽ để ở dưới phần ghim comment. Giờ mình sẽ bắt đầu nào. Đây thì xem bạn này có món deal nào hời. Con lát laser này thì một con này là hiện giờ bao nhiêu nhỉ? Mình có thể mua tất cả đúng này với giá 600 gem. Thì mình tính nhá, 1 2 3 4 5 6 7, 7 con. Mỗi con bây giờ bán chắc tầm hơn 100, cũng phải tầm 150 hay 100 bao nhiêu. Mình nghĩ 600 gem khá là ok đấy mọi người ạ. 600 gem là mình mua một đống ấy, thì bạn ấy giảm giá cho mình. Chúng ta có một đơn hàng đầu tiên. Nói chung là đống này thì mình nghĩ là mình sẽ bán được lãi, chắc là vậy. Và tiếp theo mình có Maze Camera Goblin với Santit Mac 3k5 gem for both. Hai unit này bán với giá 3k5, từ từ mình tính hình như cũng lãi luôn nhở. Con này lúc trước là mình thấy giá là 1.000 hay 1.500, bây giờ không biết giảm bao nhiêu rồi, nhưng mà con này thì lúc trước là tầm 2.800 à, đúng nhở. Bây giờ nó khá là giảm ấy, mình từ từ không biết bán được đống này, mình không biết giá bây giờ bao nhiêu, mình chưa vào shop. Nhưng mà lần trước mình thấy là giá con này là 1.500 này, con này là hai, mình mua với giá tầm, nói chung tầm cứ cho 3.000 đi, tầm 4.500. Mình thử vào giá là 3k, ok, 3k được không? Giá này nói chung mình thử ra giá hơi thấp, nhưng mà để xem thanh này có đồng ý không. 3k2 blitz à? 3k2 à? Mong là mình sẽ có thể tìm được bán được cái giá cao hơn, mình chắc là mong là vậy thôi, không chắc. Thôi 3k2 thì cũng đồng ý vậy, vì là nói chung mà con này cũng mới ra mà. Thôi mặc kệ đây, cứ thử xem nha. Nếu mà xui thì lỗ, mà may thì mình lãi. Anyway, thank you. Theo có lại một deal nữa, bạn này thanh này nhiều deal phết này, 6k5 và tất cả 4 con này. Để mình tính nhá. Con này bây giờ chắc bán tầm 2k5 nhở. Từ từ nếu mà tổng lại thì bán được khá là lãi đấy. Con này chắc tầm 3k nhở, 3k là 6k5 có tất cả. Nhưng mà có như thế nên đang xả hàng ấy, đang xả hàng thế là giảm giá tất cả unit, đại hạ giá. May mắn lắm mới tìm được thanh niên đang xả hàng. Giá này là ổn đấy. Yes sir. Chúng ta có 6k5 cho tất cả đúng này. Ngon rồi mọi người. Hai bơ với giá 20k này, từ từ con này hiện giờ đang là 25k đúng không nhở? 24. Mà mình có 19k gem thôi. Only have 19k. Để tặng một cái crate đó thì có thể thanh niên đấy bán đi, mình có thể tặng hai cái crate này, trước hai crate này, hoặc là wait a minute. Một spider crate đi, mình spider crate ok đấy. Một spider crate với 19k với cả spider crate, là spider crate đấy cũng tầm 2k5 đúng không? Có đấy 2k5. Thế là ok rồi, nói chung là cũng ổn. Và sau khi có một đống unit, mình có thể vào marketplace và mình sẽ bán được đống này xem lãi lời lãi bao nhiêu nha. Mọi người đừng quên vào shop khánh kg roblox com để ủng hộ mình mua unit, mua gem để kinh doanh buôn bán nha mọi người. Real or fake? Bye. Đầu tiên mình sẽ xem giá cả thị trường hiện nay như thế nào. Chúng ta có quyết 2k5 này, đúng 2k5, 25k này. Santimax 19k hả? Ôi 1k9. Ê, lúc trước mình mua với 2k8 cơ, mình bị lỗ rồi. Nói chung là giá nó tụt dần dần mà. Server này bán với giá thấp quá, mình có lẽ phải chuyển server khác thôi. Vai base Canon có 800 rồi này. Mua với giá như cũng phải 1k5 sao hay lỗ rồi mọi người ạ. Đó là phải check trước cơ. Nhờ lúc đấy mình gấp quá. Thằng Sigma có 1k5. Ủa, con này có vẻ như tụt giá kinh khủng nha. Để xem mình sẽ cố gắng kiếm được deal hơn mọi người ạ. Mình cố gắng, mình sẽ kiên trì kiếm lại lãi, chứ mình lỗ là toang đấy mọi người ạ. Nhưng mà ít ra thì có vài con mình cũng lãi. Để xem O'Conley bao nhiêu nhỉ? O'Conley là 2k. Wow, ủa nhiều người bán quá. O'Conley giờ giá tụt khủng khiếp ạ. Đầu tiên mình sẽ xả đống Mythic này. Nói chung là mình sẽ không bán giá thấp nhất đâu. Vì giá thấp nhất hiện giờ mình nghĩ mình sẽ có lãi hơn đấy, 155. Và tiếp theo nhá, mình sẽ bán tầm 2-3 con một lúc. Như là mình sẽ giá nó thay đổi một tí tiện thôi, 154. Và tiếp theo một con nữa mình sẽ bán với 156 đi, sẽ thay đổi và tí thôi. Và có lẽ mình sẽ làm một chiêu trò nữa, đó chính là mình sẽ bán một con giá cực cao, ví dụ 200 hẳn đi. Đấy, sẽ thấy độ chênh lệch giá ấy, nhưng mà thấy là một người bán này chắc là không bị ai lừa đâu, không lừa được ai đâu. Ngoài ra mình có bán một đống crate này nữa này. Crate mình thu mua khá nhiều và mình giờ bán lại. Cái này mình bán 500 hơi cao, nhưng mà cái này là limited rồi, có giới hạn. Có người mua một con laser rồi, mình không để ý. Lại một, ok, ngon rồi, ổn của nó nhỉ, ổn của nó đấy nhỉ. Có là mình để giá là 150 là phải, có vẻ khá là ổn. Một năm thôi, giảm giá mọi người nha, giảm 2 gem đi, giảm 3 gem đi, game 152 này. Mình sẽ xả hết đống này đã. Nó con này bỏ đây 200 hơi keo, 151 đi, bán đắt như tôm tươi mọi người ơi. Bán thêm một con thần Sigma giá 2k4 với cả O'Conley 2k3. Giá hơi cao đấy, nhưng mình sẽ ngồi chờ. Mình ngồi chờ càng lâu thì có thể là mình sẽ có cơ hội bán được càng nhanh. Ý là càng cao chứ, nhưng mà nhanh thì không nha. Nhanh có khi là ngồi cả tiếng bán được cái chứ, nhưng mà cứ kiên trì đi, 20 phút thôi tại tầm đấy, chứ ngồi một tiếng mà không được thì mới đổi server. Lại bán được thêm một cái spider cất 2k5 nữa, thành Q rồi. Cuối cùng bán được Ogoli 2k33 rồi. Mấy camera Goblin này giờ tụt giá khủng khiếp, mình tưởng con này vẫn đang hot cơ nên mình mua, nhưng mà giá này cao vãi chưởng. Nhưng mình bán được trước, mình bán được giá 1k3 thì phải, đúng không? Giờ bán trên mình ngồi chờ để xem có bán được 900 không. Đó, từ từ 1000 nữa, từ từ 1000 này, 1111 đi, 1200 đi, 1190 đi. Đó, phải thế. Ôi, server này bán giá cao quá, từ từ có khi mình bán giá cao hơn nữa đấy, xem nào nhá. Mình bán 1400 đi để xem nào. Mấy ông này bán 1500 cao quá, ông này có bán 1200 này, nhưng mà có một ngon thôi. 1k450. Giá này thấy là ok đấy nhỉ. Sigma có vẻ hơi cao quá, mình sẽ giảm giá chút. Ở 2k250 nào. Người ta bán giá 1k8 này mà, mình sẽ để xem giá này ai mua không. Đây rồi, chúng ta bán được camera của mình, base camera 1k450. Ngon quá trời mọi người ạ. Giờ thì giá có thể bán được, nhưng mà sau mình nghĩ sau tầm 1-2 ngày nữa là chắc chắn là không bán được với giá cao này đâu. Nên ai có phải xả hàng luôn, mình xả hàng luôn. Còn con Santit camera, con Santit Max này, lần trước là mình mua với giá là một con là mua giá 1k8 đúng không? À, đúng nhở, 2k8 chứ, cao vãi chưởng. Lúc trước đấy là người ta bán về là trung bình tầm 5k 4k 4-5k cơ, nên mình ra 2k8 lúc đấy là quá là ngon đấy. Bây giờ mình để thử bán với giá 3k300 nhá, 3k350 đây. Con hai bơ này thì giá bây giờ mình không nhầm là 25k đúng không nhỉ? Bán giá 2k6 đúng không ta? 26k, 27k anh mua không? Chắc không ai mua đâu, 26k thôi. 26k666 đi. Thôi 26500 đi, cao hơn 1k5. Mình nghĩ giá này sẽ hơi khó người mua, nhưng mà nếu mà vào cái server mà không có ai bán ấy, như server này chẳng hạn, thì có thể mua bán được nha. Có thể đúng không? Mình không chắc nữa. Yeah, bán được thì tuyệt vời ấy. Cuối cùng có người mua Sigma mọi người ơi. Mình thực sự muốn săn cái con DJ TV này, nhưng mà trời ơi 110k bao giờ mới có đủ tiền. Mình thực sự chắc là phải nạp thôi, chứ mà cày mà farm xong rồi mình bán thì nó sẽ rất là lâu, nhưng mà có thể được nha. Bạn nào mà cứ cày ấy, xong rồi random ra, xong rồi bán Mythic, bán Godly thì có thể được. Ơ, ai mua rồi này? Nhưng mà nó sẽ rất là lâu. Còn Ultimate này thì mình không bao giờ nghĩ mình có thể mua bằng gem được. Có thể là mình sẽ mượn, hoặc là mình sẽ mua ở trên shop rồi. Có người mua Santit Max rồi. Còn con Hyper này nữa. Mình sẽ chờ nốt và mình sẽ xả hết hàng ở đây. Cố gắng bán hết trong cái video này. Cố gắng gọi là cố gắng ngồi bán hàng. Oh, Santa Crate này. Uầy, được phết mọi người ạ. Chắc là mua thêm nhỉ? Có nên mua thêm crate không ta? Vì mình thấy mua crate này khá là hay, vì crate nó sẽ luôn tăng giá, mình nghĩ vậy. Nó crate là giá nó sẽ ổn định hơn. Bởi vì nó mấy cái crate mà nó không bán nữa thì chắc chắn sẽ giá nó không tụt đâu. Nói chung là ok, thêm một crate nữa, 500. Còn crate này thì chắc là giá hơi chát, chắc là sẽ không ai mua được. Mình sẽ cứ để đây. Nói chung là chưa cần thiết bán nên mình cứ để đây. Ai mua thì mua, không mua thì thôi. Make One Titan giá 2k3. Giá này có ổn đấy nhỉ? Hay mình để 2k5 đi. 2k5 mình tính nó phải bán được 2k5 cơ, chứ 2k3 này mình thấy là hơi bị thấp nha. 2k3 mình lần trước có thấy còn người ta bán 2k5 rồi, nên mình cứ bán ra 2k5 đi. Tí rồi. Upgrade Titan với cái mày Hyper upgrade 26k gem. Còn hai con bunny này thì mình nghĩ là chả biết nữa. Hai con bunny này không biết bao giờ mới bán được. Con này mình mong sẽ nó lên giá trong tương lai ấy, bởi vì là giá này mình thấp quá. Trước mình mua với giá 8k hay sao, 9k cơ. Không phải là mới ra nó lên tận mười mấy k mà. Con đấy thì mình mong là sẽ tương lai giá lên. Ví dụ có một cái sự kiện event nào đó thì giá gem mà tăng ấy thì đôi mình bán sau. Giờ bán mình sẽ lỗ mất, mình sẽ không muốn bán. Con đấy giữ lại cũng được, cái giá đấy nó không giúp gì nhiều ấy. Đấy, bán đi cũng chả điểm gì. Mình sẽ xả hàng nốt với con này. Một con này mình sẽ giảm giá đi. À, server này có vẻ như giàu VIP nhỉ, 1k150. Thôi mình cứ để giá là 2k5 đi. Mấy con mới ra tụt giá kinh khủng khiếp, mình cho con mình mua để review thôi chứ. À, trong tập này thì cũng bán được mấy cái điều khá ngon các bạn ạ. Nói chung là kiếm được cũng khá là ổn đấy. Thì mình sẽ kết thúc tập đấy. Nếu thích để like subscribe và đừng quên vào shop khánh kg roblox com để mua những bộ chơi rẻ nha. Shop mới mình sẽ để link ở dưới phần ghim comment nha. Còn bây giờ mình sẽ gặp bạn trong video tiếp theo. Bye.